Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Hiện tại mình đang ở thị trấn Sapa mọi người ạ. Như mọi người cũng đã biết, thị trấn Sapa náo nhiệt nhất là tối thứ bảy mọi người ạ. Đây, những khách du lịch lên đây du lịch là thứ bảy họ hay đi bộ ra ngoài khu vực bờ hồ với lại khu sân quần, khu nhà thờ đá ấy, mọi người ạ. Đây, dọc bên hành lang này là những cái quán ăn nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ sang bên này, sang bên công viên này. Đây mọi người ạ. Mình giờ đi nói chung là vẫn còn hơi sớm. Nếu mà muộn muộn một tí nữa thì người ta mới ra nhiều. Vì là giờ này người ta vẫn đang ăn cơm. Đây. Nhưng mà cũng bây giờ cũng khá đông đấy mọi người ạ. Và nói chung là hôm nay du khách lên đây khá đông. Vì là cầu kính ở Sapa hôm nay khai trương. Mà độ khách hôm nay lên cực kỳ đông luôn mọi người ạ. Nhưng mà giờ họ bận đi ăn cơm nên chưa đi ra ngoài này được. Đây, để những cô bé bán đồ tỏng tên này, có các cô, các chị chụp ảnh. Dọc cái bên hành lang bên phải là những cái quán ăn cực kỳ đông khách luôn mọi người ạ. Nói chung là mình chỉ đi qua giới thiệu cho mọi người biết thôi, vì là mình cũng không có đủ điều kiện để mà đi ăn những cái món ăn ở khu vực này nha mọi người nhá. Chắc hơi tối mọi người nhỉ, vì cái máy mình quay chắc hơi tối, mong mọi người thông cảm nhá. Bây giờ mình sẽ bước vào trong khu vực công viên này. Đây, những cái cây trang trí những cái bóng đèn ở dưới khá là đẹp luôn, nổi bật lên thêm những cái bóng đèn nổi bật lên những cái cây này khá là đẹp mọi người ạ. Đây là cây mận nhá, à cái đào Sapa mọi người ạ, đào cổ ấy, sắp đến mùa nó nở hoa. Đây còn cái cây này là cây hồng cổ nhá mọi người nhá, này hình như là hồng cổ đúng không, cây hồng cổ mọi người ạ, đẹp lắm mọi người ạ. Do là vừa nãy chỗ kia tối quá mình không quay được video, bây giờ mình mới quay. Ở cái dọc cái đường lên khu vực vào trong chỗ nhà thờ đá, đường đi vào chỗ đường lên núi Hàm Rồng ấy, là họ bán khá nhiều đồ phong lan này, mật ong này, các loại thảo quả các thứ. Nói chung là những cái đồ thiên nhiên của núi rừng ấy mọi người ạ, thịt trâu sấy nữa. Nhưng mà hiện tại mình đang bật ở chế độ HDR lên, vì là quay thường nó khá tối, bật cái này nó thu ánh sáng tốt hơn, không biết là video có ổn định không, mong mọi người thông cảm nhé, chắc là khá luôn rung lắc ấy mọi người. Còn đây là nhà thờ đá khi về đêm nhá mọi người nhá, cực kỳ đẹp luôn mọi người. Ở trong kia là họ đang đi đọc kinh ấy, vì là những người Hơ Mông ở trên này có một phần đi theo đạo ấy, nên là chủ nhật hay đi đọc kinh ở thứ bảy, tối thứ bảy với sáng chủ nhật mọi người. Ở đây họ bán cực kỳ nhiều đồ luôn. Đấy, cực kỳ đông người mọi người nhá. Tại vì là trời hơi tối nên là chất lượng video chắc không ổn định cho lắm đâu mọi người ạ. Là khu vực chợ đêm của Sapa đấy. Đấy, mọi người thấy đông chưa? Đây. Người thì đông nhưng mà lại hai bên hành lang này không có bóng nên là cực kỳ là tối luôn mọi người ạ. Đây, giờ bán những cái dạng đồ vải thổ cẩm các thứ đây mọi người ạ. Cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Đây là mình đang đi ở bên dọc hành lang bên trái nhá. Tí nữa mình sẽ đi dọc hành lang bên phải. Đây là cô bé em đi bán đồ tòng ten các thứ đây mọi người ạ. Đây khu vực này là những cô bà má ở người Hơ Mông ấy, là đi bán những trang phục ở những cái đồ thổ cẩm mọi người ạ. Đây, mình đã đi đến cuối chợ rồi, mình giờ sẽ quay ra bên hành lang bên trái cho mọi người xem những cái trang phục thổ cẩm của người Hơ Mông nhé.
Đây, đây là gian hàng cuối cùng ở bên tay phải, tay trái. Giờ mình sẽ qua khu vực bên này nhé. Đây, bắt đầu từ đây đi là những cái gian hàng thổ, gian hàng thổ cẩm của những hơ mông ấy mọi người ạ. Cái túi này, cái áo này, cái mũ này, đây mọi người, túi đựng điện thoại này, cái ví này, những cái con thú này mọi người ạ. Nói chung là họ cực kỳ khéo tay luôn mọi người ạ. Đây mọi người xem đông chưa ạ? Cho vì là mình quay ban đêm với lại ở đây không bóng đèn, chất lượng video cực kỳ kém luôn, mong mọi người thông cảm nhé. Đây, đây những cái gian hàng thổ cẩm, gian hàng thổ cẩm này xuất từ cái chỗ gốc cây kìa, đi ra bên này và sang tiếp bên kia chắc phải, nó phải rơi tầm, nếu mà chiều dài nó phải tầm 30m mọi người. Đây, dài 30m bán nguyên hàng thổ cẩm này thôi. Đây, họ là đa số là mang bóng tĩnh điện đi để bán hàng thôi nha mọi người nhá, nên là chỉ thu được ít ánh sáng, với lại ít ánh sáng ở nhà thờ đá đổ về, chứ còn đây lại không có bóng điện nên là quay không được nét cho mọi người lắm. Mình lúc nãy người ta bày hàng nha, không có thời gian để ra, lúc người ta bày tầm 5 rưỡi chiều ấy, người ta bày hàng ra luôn đấy, quay đẹp hơn nhưng mà lại không đông vui bằng bây giờ mọi người ạ. Nói chung là tối chủ nhật, tối thứ bảy là đông vui nhất ở Sapa, ở khu vực chợ đêm này mọi người. Mình đi một vòng, mình đi mỏi hết cả chân rồi mà chưa hết cái gian hàng thổ cẩm ở bên này nhá. Đây có hai cô bé bán đồ tổng tay nha mọi người. Cho qua cái nhá. Chợ này rất nhiều gái xinh luôn nhưng mà tối quá không thể quay để cho mọi người ngắm. Mình sắp đi gần hết cái khu vực chợ thổ cẩm này rồi mọi người nhé. À, nó chia thành hai gian, ba hàng nên là mình sẽ đi vào bên giữa quay một tí nữa, xong là nếu mà quay hết từng vòng một thì khá đông mọi người. Đây, càng ngày càng đông người ập đến này. Ở khu vực sân quần bên dưới là khá đông người. Đang biểu diễn văn nghệ, tí mình sẽ xuống khu vực dưới đi kia để quay cho mọi người xem họ biểu diễn những cái tiết mục gì nhá, như thổi khèn này. Mọi người nhá. Đây, mình bây giờ đi vào khu vực bên trong này. Nhưng mà những cái gian hàng đây cũng vẫn tối như thế mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ thử quay một vòng khu vực này cho mọi người xem nha. Bây giờ đông người lắm mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy đông chưa? Đấy, khu nhà thờ này. Ở bên trong nhà thờ những cái người hơ mông đi theo đạo ấy, ở trong ấy phải tầm 100 người ấy, đang đọc kinh mọi người ạ. Đây ở khu vực dưới sân quần cũng khá là đông. Tí mình sẽ xuống xem họ có tiết mục múa khèn hay là cái gì không để quay cho mọi người xem.